Không phải, con bị đau, con bị đau để con không biết, con đau không biết. Kêu Giang đi. Nói gì kêu đi. Cái ở trong phòng điện á, tôi đang làm nhiệm vụ dọn gác thì có số 4, hình như có số 4 với số 5 chạy ngang tôi nè. Có số 7 nha. Số 7 giết người trong phòng điện. Số 7 giết xong rồi tôi chạy vô. Số 7 thấy tôi, số 7 quay lại boss. Có số 7 nha. Ok, có số 7 đi. Số 7 thì sói á. Số 7 thì sói. Thôi thuận lợi cũng được. Mình theo số đông nha. Quá số 2. Lúc mà tôi đang chạy lại để mà làm nhiệm vụ khẩn cấp thì lúc đó tôi dọn gác thì có thấy số 2 với số 3 chạy chung với tôi. Số lúc đầu là có số M với một số mấy nữa đó, là chạy vòng tôi nè. Rồi xong rồi tôi xong nhiệm vụ rồi tôi mới chạy lại nhiệm vụ khẩn cấp, thì là tôi thấy số 3 từ trong phòng cấp chạy ra rồi. Rồi xong cái có thấy số 2 chạy qua thì báo cáo số 3 chết, thì khả năng cao là số 2. Số 3 nó là người sói mà trời. Mà gì hai con sói bàn luận với nhau từ đầu mà cái gì rồi nó bỏ tao đi, nó đi rồi.
Hồi đầu á là tao nói bậy là hy sinh đi để tao báo cáo, tao nói cho mọi người tin. Bây giờ hai đứa chết rồi còn bao nhiêu dân nữa này, giết kiểu gì ở trời. Tao vót người luôn đi cho nó nhanh. Mệt. Ừ đúng rồi, tao giết số 3 á. Tại tao thấy số 3 chướng mắt quá, mà tao đâu giết nó đâu, tao chỉ bắn nó thôi à. Con số 9 đây, con số 9 đi. Mày dốc cơ, mày khùng quá mày ơi. Vót số 4 á, vót số 4 á. Mày khùng quá mày. Có biết trang thứ 10 chưa? Được chị em khoảng lỡ số 10 rồi. Nhưng mà lỡ số 1 cũng phải là 6 thì sao? Nhưng mà vẫn phải bắn số 10. Số 10 nó hay quá thôi mà. Thì còn lỡ dính lộn khó mà chắc là. Rồi nha. Số 6 là 6 đi. Được không? Số 6 mà. Số 6 mà. Số 6 mà. Số 10 là Joker thiệt nha. Và đây á, thì cũng là kiểu như là dựng lên để tìm xem sói là ai á. Bởi vì tôi nói vậy thường 100% là dân sẽ tin tôi là sói. Riêng số 4 này biết ngay tôi là Joker. Như lại hồi nãy á, mà làm nhiệm vụ khẩn cấp á, thì tôi có đứng ở trong cái phòng kho. Số 4 là đó, số 4 chắc là định bơm nước. Nhưng mà thấy tôi chạy đến phòng ăn á, thì cũng chạy theo. Cho nên là tôi không có chạy phòng ăn nữa, tôi vòng lên tôi báo kéo luôn. Báo số 4 cho tôi. Ê, báo số 4 không phải á, thì để tôi bắn số 6 nha. Tại hơi bị nghi ngờ luôn á. Tôi đang trong cái phòng bếp để mà tôi dập cái nhiệm vụ khẩn cấp. Xong rồi tôi có một chức năng để mà tôi dập nhiệm vụ khẩn cấp kia ở xa. Thì tôi dập xong xuôi hết trơn rồi thì nghe báo cáo. Boss số 4 nè, nghe số 10 boss số 4 đi. Bố đã bài lo yếu quá. Bây giờ đóng giữ rồi nè. Rồi cái gì đó để không á. Sao rồi?
không phòng mua già nhớ biết nè nhớ sao bắn không chính không ừ. Để số 5 này số 6 anh chạy lên mình nè. Sáu rồi. Sáu rồi. Sáu 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 tôi biết không hiểu ai đó quay xe quát rồi số 6 liền ta tôi quát nó cho lên hộp xung đi đuôi đi chung con số 2 bảo đảm con số 2 mình giết con số 2 lại chưa kịp bắt được số 6 nữa sao nó sẽ con số 2 lên bờ rồi nói chuyện mà cái gì nó dính trong cuốn họng gì không có nghe gì hết trơn. Vote số 6 nha, này đã có tao chắc cam thay số 6 với số 2 nha. Vote 6, 6 với số 2 nha. Trời ơi, mai vote 6 vậy? Bấm thành cấp đi. Bấm thành cấp đi. Ủa? Nãy giờ nói rồi, vote 6 đi cho ra trận mới, xấu là sai đó. Hồi nãy bấm lửa, bấm lửa bấm trắng, không bấm số 6, bấm lửa, xin lửa, xin lửa. Ba mẹ mình đẻ mình ra cái miệng rồi để nói không được thì thôi nín đi. Nói ra đâu mà dính gà lẹo à. Chú Phạm nói ai vậy? Nói cái người mà nãy giờ đó. Ý là chú Phạm đang nói ai? Nói tới vậy mà không câu hồn mà còn không biết ai nữa. Ủa đi nhớ người ta, duyên ai chịu người ta, ai làm gì? Đang nói số 5 mới nói chuyện rồi lại dính à. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.